Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Top Manga Anime, nơi mà mình sẽ cùng các bạn điểm qua những bảng xếp hạng trong thế giới manga và anime. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình để về top 10 nhân vật mạnh nhất trong series Kaiju No 8 nhé. Và lưu ý là bảng xếp hạng này chỉ có giá trị cho tới chap thứ 102 mà thôi. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở vị trí số 10 chính là Kaiju số 11, 12, 14 và 15. Vì 4 kaiju này cũng mạnh tương đương nhau nên mình sẽ xếp chúng vào cùng một hạng. Kaiju số 11 là một trong nhiều kaiju được xác định được tạo ra bởi kaiju số 9. Kaiju số 11 có hình dạng của một sinh vật hình người màu xám với cái đầu lớn giống cá voi và một chiếc vây lớn giống cá mập. Hắn chính là một đại kaiju cực kỳ mạnh mẽ với cấp độ chịu đựng là 9.0 và sở hữu sức mạnh thể chất to lớn, dễ dàng đánh bay một chiến binh tầm cỡ Narumi chỉ bằng một cú đấm. Ngoài ra, kaiju số 11 có thể điều khiển nước và sử dụng chúng để tấn công. Kaiju số 12 là một trong nhiều kaiju được xác định được tạo ra bởi kaiju số 9. Nó được tạo ra là phiên bản cuối cùng hoàn thiện nhất của kaiju số 10. Kaiju số 12 cũng là một đài kaiju cực kỳ mạnh mẽ với cấp độ chịu đựng là 9.0. Nó được tạo ra như một phiên bản cải tiến của kaiju số 10, rất có khả năng được tạo ra để chiến đấu và tiêu diệt đội phó đội 3 Hoshina Soshiro. Nó sở hữu sức mạnh thể chất siêu phàm vượt xa kaiju số 10, có thể đánh bay một người đàn ông trưởng thành và tàn phá một khu vực rộng lớn chỉ bằng một đòn tấn công. Ngoài ra, kaiju số 12 cũng có thể di chuyển với tốc độ cực lớn, nhanh hơn nhiều so với nguyên mẫu của nó, kaiju số 10. Và để chiến đấu cận chiến chống lại Hoshina, kaiju số 12 có thể biến cẳng tay và bàn tay của mình thành những lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén và bền bỉ. Và mạnh hơn cả là khả năng tiến hóa trong trận chiến, giúp nó thích nghi với năng lực chiến đấu của Hoshina và phản đòn. Kaiju số 14 là một trong nhiều kaiju được xác định được tạo ra bởi kaiju số 9. Nó có hình dạng của một cái hộp màu đen tuyền với 4 khuôn mặt giống người màu hồng ở các mặt. Những khuôn mặt này đều nở một nụ cười kỳ quặc. Kaiju số 14 cũng là một đại kaiju với cấp độ chịu đựng là 9.0. Các chùm năng lượng và trường lực của số 14 có thể gây sát thương và làm hỏng thiết bị của lực lượng phòng vệ mà không cần nỗ lực gì. Giống như người anh em của nó, kaiju số 14 có thể tự do di chuyển giữa không trung. Ngoài ra, có khả năng được phát triển để đối trọng với kỹ năng bắn tỉa của Ashiromina, kaiju số 14 có thể dịch chuyển tức thời một cách nhanh chóng giữa các địa điểm gần nhau. Kaiju số 15 là một trong nhiều kaiju được xác định được tạo ra bởi kaiju số 9. Mục đích ban đầu của nó được tạo ra là để đánh bại Shinomiya, nhưng cuối cùng lại bị chính cô ấy giết chết. Kaiju số 15 cũng là một đại kaiju với cấp độ chịu đựng là 9.0. Số 15 dường như là đối thủ tồi tệ nhất đối với một người như là Kikoru vì khả năng tấn công và tinh thần của nó. Ngoài ra, nó cũng sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ, đồng hóa với các vật thể xung quanh để tạo thành vũ khí, tái tạo tốc độ cao, bay lượn, bắn ra chùm tên năng lượng từ miệng và quan trọng nhất là khả năng thao túng tâm lý. Ở vị trí số 9 chính là Kaiju số 13. Kaiju số 13 là một trong nhiều kaiju được xác định được tạo ra bởi Kaiju số 9. Trong tất cả các anh chị em của nó, số 13 có vẻ như là trông giống với Kaiju số 9 nhất. Ngoại hình của nó là một kaiju hình người rất cao và nhợt nhạt với làn da màu xám. Đương nhiên, kaiju số 13 là một đại kaiju cực kỳ mạnh mẽ với cấp độ chịu đựng ban đầu đã là 9.0 và tăng lên 9.2 sau này. Nó đủ mạnh để dễ dàng đối mặt với hai trung đội trưởng đội 1 của lực lượng phòng vệ mà không hề bị thương. Một số khả năng của nó có thể kể đến như là kích thích cơ bắp phóng to một cách đáng kể, chạy ở tốc độ cao, cạnh tranh với cả ô tô trên đường cao tốc và sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội. Ở vị trí số 8 trong danh sách ngày hôm nay chính là Shinomiya Kikoru. Shinomiya Kikoru là một trong ba nhân vật chính của bộ truyện Kaiju số 8. Cô là con gái nhỏ của thống lĩnh lực lượng phòng vệ Shinomiya Isao và là thành viên của đội 3. Sau khi căn cứ Tachikawa bị phá hủy, Kikoru được chuyển đến đội 1. Cô là con gái của hai cựu quân nhân lực lượng phòng vệ cao cấp nổi tiếng và là một tài năng phi thường. Mặc dù là tân binh năm nhất, nhiều đồng nghiệp và cấp trên của cô đều thừa nhận năng lực chiến đấu của cô là không ai sánh bằng. Kỹ năng chiến đấu xuất sắc của cô cùng với sức mạnh chiến đấu được giải phóng đáng chú ý và kỹ năng chiến thuật đã khiến cho Kikoru được nhiều sĩ quan cấp cao khen ngợi. Hầu hết họ đều đồng ý rằng cô sẽ trở thành trụ cột của lực lượng phòng vệ trong tương lai. Kể từ khi nhập ngũ, khả năng của cô đã mang lại cho cô đặc quyền sử dụng vũ khí cá nhân trong trận chiến. Điều này thường chỉ được cấp cho các thành viên cấp cao. Sau khi được đội trưởng Narumi Gen cấp cho vũ khí số 4, các thuộc tính vật lý vốn đã đặc biệt của Kikoru còn tiến hóa hơn nữa, cho phép cô dễ dàng chiến đấu với chính anh ấy khi anh cũng đeo vũ khí số và loại bỏ kaiju ở cấp độ chịu đựng là 7.0. Bộ đồ này cũng cho phép cô chiến đấu ngang hàng với kaiju số 15. Kikoru có thể nhìn thấy hồn ma của mẹ cô thông qua ký ức của kaiju số 4 khi đeo vũ khí mang số 4, cho phép cô bắt chước chuyển động của mẹ mình và cải thiện kỹ thuật chiến đấu của bản thân. Bằng cách đi theo bóng ma của mẹ cô trong trận chiến và sao chép các bước di chuyển của nó, năng lực chiến đấu của Kikoru đạt đến một mức ở một sĩ quan cấp đội trưởng. Ở thời điểm hiện tại, Kikoru giờ đây có thể giải phóng 88% sức mạnh của bộ đồ chiến đấu khi trang bị vũ khí mang số 4, thậm chí còn tăng lên đến 94% ở một số thời điểm.
Cho đến nay, đây là tỷ lệ phần trăm sức mạnh chiến đấu cao nhất với tư cách là một sĩ quan không phải là đội trưởng của lực lượng phòng vệ. Ở vị trí số 7 trong danh sách ngày hôm nay chính là Hoshina Soshiro. Hoshina Soshiro là đội phó đội 3 của lực lượng phòng vệ. Anh là thành viên của gia tộc Hoshina, một gia tộc kiếm sĩ nổi tiếng từ thời Muromachi. Anh cũng là em trai của Hoshira Soichiro, một đội trưởng khác của lực lượng. Soichiro là một chiến binh rất mạnh mẽ, có khả năng chiến đấu ngang hàng với kaiju số 10. Mặc dù có thể gặp bất lợi cho những kaiju cỡ lớn, thì khả năng đánh bại kaiju cỡ nhỏ đến trung bình của Soichiro vượt cả đội trưởng của đội 1, chiến binh tiêu diệt kaiju mạnh nhất Nhật Bản, Narumigen. Anh trai của anh và là đội trưởng đội 6, Soichiro, nói rằng Soichiro đứng trên tất cả mọi người trong gia tộc Hoshina, dù ở trong quá khứ hay là hiện tại. Đối đầu với kaiju số 12, phiên bản cải tiến và cuối cùng của kaiju số 10, Soichiro bắt đầu bị con quái vật áp đảo do nó sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với số 10. Nhưng sau đó, Soichiro đã có thể chiếm thế thượng phong trong một khoảng thời gian ngắn trước khi con quái vật thích nghi với phong cách chiến đấu của anh. Cuối cùng, sau một trận chiến khó khăn, Soichiro có thể đánh bại số 12 bằng một kỹ thuật mới mà anh đã phát triển trong trận chiến. Là một đội phó, Soichiro có khả năng sử dụng một lượng sức mạnh cực lớn từ bộ đồ chiến đấu của mình. Sức mạnh chiến đấu được giải phóng tối đa của anh trong bộ đồ chiến đấu tiêu chuẩn của lực lượng phòng vệ là 92%, và khi trang bị vũ khí số 10, anh có khả năng giải phóng hoàn toàn và sử dụng 100% sức mạnh của bộ đồ. Ngoài ra, anh cũng là một người có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, có tốc độ và phản xạ cực nhạy bén và có sức bền cũng như sức chịu đựng lớn. Soichiro là một kiếm sĩ bậc thầy đến từ gia tộc Hoshina, một gia tộc săn kaiju từ thời Muromachi và là một trong những chuyên gia kiếm thuật mạnh nhất của lực lượng phòng vệ. Mặc dù chuyên về kiếm thuật, nhưng Soichiro cũng là một chiến binh không vũ trang mạnh mẽ. Anh cũng là một người có trí tuệ cực kỳ nhạy bén. Ở vị trí số 6 trong danh sách ngày hôm nay chính là Ashiromina. Ashiromina là đội trưởng đội 3 của lực lượng phòng vệ và là bạn thời thơ ấu của Himino Kappa. Mina là một chiến binh rất mạnh mẽ. Cô là nữ đội trưởng mạnh nhất của lực lượng phòng vệ và đã vô hiệu hóa hàng trăm kaiju trong sự nghiệp của mình. Cô có thể dễ dàng chế ngự những kaiju có kích thước khổng lồ chỉ bằng một vài phát bắn. Theo thống lĩnh Itami, nếu chỉ xét riêng trong lĩnh vực chiến đấu với những kaiju khổng lồ, Mina thậm chí còn mạnh hơn cả Narumigen. Nói thêm rằng, cô là người duy nhất trên thế giới có thể xử lý những vũ khí lớn một cách thành thạo như vậy. Itami thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng, đối với kaiju số 6 10 năm trước, thiệt hại xảy ra có thể giảm nhẹ xuống dưới 1/3 nếu như Mina tham gia chiến đấu vào thời điểm đó. Sức mạnh đáng kinh ngạc của Mina đã được thừa nhận ngay từ nhiệm vụ đầu tiên cô thực hiện với đội 3. Thống lĩnh Shinomiya Isao khi tìm hiểu về sức mạnh của cô thậm chí còn tuyên bố rằng cô là mắt xích còn thiếu và sẽ thay đổi quá trình vô hiệu hóa kaiju từ nay cho tới mãi mãi về sau. Các kẻ thù như kaiju số 9 cũng thừa nhận và ngưỡng mộ sức mạnh của Mina, mong muốn được lấy sức mạnh của cô để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Là một đội trưởng, Mina có khả năng sử dụng sức mạnh cực kỳ cao. Sức mạnh chiến đấu được giải phóng tối đa của cô trong bộ đồ chiến đấu tiêu chuẩn của lực lượng phòng vệ là 96%. Mina cũng được mệnh danh là sát thủ siêu cấp khổng lồ mạnh nhất của lực lượng phòng vệ vì kỹ năng thiện xạ phi thường và khả năng làm chủ khẩu pháo cá nhân của mình. Những phát bắn của cô cũng có sức mạnh khủng khiếp, thể hiện khi cô dễ dàng đánh bại một kaiju cỡ lớn. Mina cũng có thể nhờ con hổ Bako giúp cô tăng tính cơ động và độ chính xác để tấn công vào các bộ phận cụ thể trên cơ thể kaiju. Như mình đã nói ở trên, tài thiện xạ của Mina còn vượt qua cả Narumigen, người được ca ngợi là chiến binh chống kaiju mạnh nhất Nhật Bản. Ở vị trí số 5 trong danh sách ngày hôm nay chính là Shinomiya Isao. Shinomiya Isao từng là thống lĩnh lực lượng phòng vệ trước khi bị kaiju số 9 hấp thụ. Ông cũng là cha của Shinomiya Kikoru. Trong quá khứ, Isao từng là đội trưởng của đội 1 đời thứ 6, là thống lĩnh lực lượng phòng vệ và có quyền lực tuyệt đối đối với toàn bộ tổ chức. Trong quá khứ thì ông được mệnh danh là người lính mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử của lực lượng phòng vệ, mặc dù chính Isao đã tuyên bố rằng sức mạnh hiện tại của ông chỉ là cái bóng của những vinh quang trước đây. Mặc dù vậy, ông vẫn đủ mạnh để chiến đấu ngang ngửa với kaiju số 8 lúc này đang ở trong trạng thái điên cuồng, và ông cũng đủ mạnh để suýt giết chết kaiju số 9 khi hắn ta chưa tiến hóa như bây giờ. Thông qua việc sử dụng vũ khí số 2, Isao có thể sử dụng những khả năng của kaiju số 2 như là tạo ra tiếng nổ âm thanh, mở rộng phạm vi tấn công hay giải phóng các đợt tấn công mang điện có sức tàn phá cao. Những khả năng này có được cũng là nhờ ông có khả năng giải phóng hoàn toàn sức mạnh của kaiju số 2 trong bộ đồ của mình. Ngoài ra thì ông cũng có siêu sức mạnh, siêu tốc độ và khả năng phản xạ cũng thuộc hàng top của bộ truyện, cùng với sức chịu đựng khủng khiếp. Isao cũng là một chiến binh cận chiến cực kỳ điều luyện và mạnh mẽ. Khả năng thông thạo võ thuật cho phép ông cải tiến phong cách chiến đấu của riêng mình và truyền lại cho các binh sĩ khác của lực lượng phòng vệ. Ông dễ dàng áp đảo Kafka bằng những cú đấm cực mạnh và chiến đấu ngang cơ với kaiju số 8 trước đây. Ông cũng có khả năng trao đổi chiêu thức với kaiju số 9 chỉ bằng một cánh tay. Ở vị trí số 4 trong danh sách ngày hôm nay chính là Narumigen. Narumigen là đội trưởng đời thứ 7 của đội 1 của lực lượng phòng vệ. Anh cũng là cố vấn của Kikoru, đồng thời là chiến binh mạnh nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.
dù giữ danh hiệu là người mạnh nhất, nhưng Gen chưa một lần có thể đánh bại được người thầy cũ của mình là Isao. Lý do cho điều này là vì Isao thừa nhận trình độ kỹ năng của Gen sẽ sớm vượt qua ông và đã kiên trì luyện tập không ngừng, kể cả đến tận đêm khuya để tiếp tục trở thành bức tường cản bước Gen vượt qua. Trong trận chiến với bản sao beta của Kaiju số 9, Gen dễ dàng đánh bại bản sao của tên Daikaiju khi anh nghiêm túc hơn và có thể chiến đấu ngang hàng với cơ thể chính của số 9 cùng với Kafka sau khi nó hấp thụ sức mạnh của Kaiju số 2. Mặc dù ban đầu gặp bất lợi trước Kaiju số 11 do không thể đọc được chuyển động của các đòn tấn công bằng nước của nó, sau khi bị số 11, kẻ sở hữu ký ức của Isao chế nhạo, Gen bắt đầu sử dụng vũ khí RT-0001 của mình để chiếm thế thượng phong và đánh bại con quái vật, từ đó có thể coi là đã vượt qua người thầy của mình. Bằng cách cấy võng mạc của Kaiju số 1 vào mắt, Gen có thể nhìn thấy các xung động não thông qua cơ thể của sinh vật sống. Điều này cho phép anh dự đoán thời điểm và địa điểm kẻ thù sẽ tấn công và các cuộc tấn công của anh trở thành thứ không thể né tránh. Sức mạnh này càng được nâng cao khi anh trang bị bộ đồ của vũ khí số 1. Sau nhiều năm huấn luyện, Gen đã phát triển được vũ khí RT-0001 của mình, loại vũ khí hiện có khả năng nhận biết chuyển động của các electron, sự dao động nhiệt độ và địa hình, giúp anh có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra một cách rõ ràng. Với tư cách là một đội trưởng, Gen có khả năng sử dụng tới 98% sức mạnh của bộ đồ chiến đấu tiêu chuẩn của lực lượng phòng vệ. Và khi trang bị vũ khí số 1, anh có khả năng giải phóng hoàn toàn. Ngoài ra, giống như các nhân vật khác trong bảng xếp hạng này, Gen cũng sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ và phản xạ cùng sức bền cực lớn. Anh cũng thông thạo vũ khí cận chiến và đánh xa, cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu và cũng là một người tinh thông võ thuật. Ở vị trí số 3 trong danh sách ngày hôm nay chính là Kaiju số 6. Kaiju số 6 còn được gọi là vua Kaiju, là một Kaiju đã được xác định và đã bị lực lượng phòng vệ vô hiệu hóa 10 năm trước. Sau khi chết, nó được biến đổi thành vũ khí số 6, hiện được sử dụng bởi sĩ quan đội 4 Ichikawa Leno. Kaiju số 6 được mô tả là một Kaiju được xác định cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm, thậm chí còn được mệnh danh là vua của Kaiju. Nó có cấp độ chịu đựng là 9.6 khi còn sống và đã tạo ra một trận đại hồng thủy chưa từng có cùng với nhiều Kaiju cấp Honzu. Trận đại hồng thủy như vậy vẫn được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất từ trước đến nay, thậm chí còn dẫn đến cái chết của Shinomiya Hikari, đội trưởng đội thứ 2 lúc bấy giờ. Với cuộc tấn công gây ra bão tuyết ở Odawara, tên của nó vẫn được mọi người coi là biểu tượng của sự tuyệt vọng. Sức mạnh của Kaiju số 6 dường như có liên quan đến băng. Sự hiện diện đơn thuần của nó trên chiến trường đã gây ra một cơn bão tuyết khổng lồ và bộ đồ được tạo ra từ xác của nó có thể phát ra năng lượng mang hơi lạnh. Ở vị trí số 2 trong danh sách ngày hôm nay chính là Kaiju số 8. Hibino Kafka cũng chính là Kaiju số 8, nhân vật chính của series này. Sau khi bị một Kaiju vô danh lọt vào miệng, Kafka có được sức mạnh để biến thành một đại Kaiju hình người có được những khả năng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi luyện tập chăm chỉ, cuối cùng anh đã học cách sử dụng sức mạnh này ở cấp độ cao hơn, cho phép anh biến đổi các bộ phận cụ thể của cơ thể mà không cần biến đổi hoàn toàn, và điều này cho phép anh mang vẻ ngoài trông hoàn toàn giống như con người nếu như anh muốn. Thật không may, chính năng lực Kaiju này của Kafka khiến cho anh gần như không thể sử dụng quá 1% sức mạnh được giải phóng từ bộ đồ chiến đấu của lực lượng phòng vệ. Dạng Kaiju của Kafka có cấp độ chịu đựng là 9.8, mức độ sức mạnh cao nhất được thấy cho đến nay trong bộ truyện, khiến anh trở thành một trong những Kaiju mạnh nhất từng tồn tại. Anh có thể chế ngự các Kaiju khác khá dễ dàng, ngay cả những kẻ mạnh như là Kaiju số 9 lúc lần đầu chạm trán, kẻ có cấp độ chịu đựng là 8.5 mà không hề mệt mỏi. Kafka có thể điều khiển hình dạng Kaiju của mình tốt đến mức anh có thể chống lại cuộc tấn công dữ dội từ đội phó Soshiro và tước vũ khí của đối thủ mà không làm anh ấy bị thương. Anh thậm chí còn đủ mạnh để chống lại các đòn tấn công của Isao, một người được trang bị vũ khí số và dễ dàng chế ngự một Kaiju được xác định như là Kaiju số 13. Ngoài việc sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu sức bền cùng với phản xạ thuộc hàng top, khi ở dạng Kaiju số 8, Kafka còn có thể giải phóng một chùm năng lượng cực mạnh có thể dễ dàng vô hiệu hóa các đòn tấn công từ những kẻ mạnh như là Kaiju số 9. Ngoài ra, Kafka có thể điều khiển các bộ phận trên cơ thể mình, tạo ra các xúc tu, thậm chí cả đầu và tay chân nhỏ hơn trên cơ thể, đồng thời có thể biến lưỡi của mình thành một vũ khí giúp bắt giữ tầm xa. Tuy nhiên, vì sở hữu của đấm phổng tôm nên anh cũng ít khi sử dụng khả năng trong chiến đấu. Kafka cũng có thể tự tái tạo sau các đòn tấn công và mọc lại chân tay, nhưng làm như vậy thì sẽ tiêu tốn sức chịu đựng của anh ấy. Khi ở trạng thái mất kiểm soát, cơ thể của Kafka thậm chí còn có thể ngay lập tức tái sinh từ lõi sau khi nó bị tách ra khỏi cơ thể. Và cuối cùng, ở vị trí số 1 trong danh sách ngày hôm nay chính là Kaiju số 9. Kaiju số 9 là nhân vật phản diện chính của bộ truyện. Đây là một Kaiju được xác định mang hình người, đi khắp nơi để hồi sinh Kaiju bị lực lượng phòng vệ giết chết nhằm lấy lại sức mạnh Kaiju bị con người đánh cắp. Kaiju số 9 là một trong những Kaiju mạnh nhất từng xuất hiện trong bộ truyện, có cấp độ chịu đựng là 8.5 khi mà nó lần đầu xuất hiện. Nó có thể chặn đứng và gần như là giết chết hai thành viên tài năng của lực lượng phòng vệ và có thể chống lại các đòn tấn công hạng nặng của Kaiju số 8 trước khi chạy trốn khỏi hiện trường mà không bị phát hiện. Theo Shinomiya Isao, Kaiju số 9 hoạt động giống như là một loại virus và được Itami Keiji coi là mối đe dọa lớn đối với lực lượng phòng vệ.
Sau khi hấp thụ sức mạnh của kaiju số 2, số 9 được cho là vị vua mới của toàn bộ các kaiju. Đương nhiên là kaiju mạnh top 1 server ở thời điểm hiện tại, kaiju số 9 phải sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ và phản xạ, sức bền cực cao, vân vân. Kaiju số 9 cũng có thể hợp nhất cơ thể của nó với cơ thể của một kaiju mới để chuyển sang một hình dạng mạnh mẽ mới. Sức mạnh này cho phép nó hợp nhất với cả những quái vật yozu đơn giản như là loại hình kiến và thậm chí cả những đai kaiju mạnh mẽ như là kaiju số 2, ngay cả khi số 2 đã bị biến đổi thành vũ khí. Nhưng đặc biệt hơn chính là nhờ vào trí tuệ nhạy bén cùng với bản chất mưu mô đã khiến hắn trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với lực lượng phòng vệ. Không như các đai kaiju khác thường chiến đấu một mình hoặc cùng lắm là với vài con kaiju phụ trợ, kaiju số 9 mang trong mình những khả năng đủ để khiến hắn có thể lãnh đạo một đội quân kaiju cực kỳ mạnh mẽ và hùng hậu, đặc biệt là khả năng sáng tạo kaiju. Bằng cách thần kỳ nào đó, kaiju số 9 có thể tự sinh ra các kaiju khác, thậm chí có thể tạo ra những đai kaiju mạnh mẽ như là số 10, 11, 12, 13 và 14, 15. Hắn thậm chí còn có thể hồi sinh những kaiju đã chết, khiến chúng sống lại mạnh mẽ hơn trước khi chết. Mặc dù vậy, có giới hạn về số lượng kaiju mà hắn có thể hồi sinh vì nó sẽ khiến hắn trở nên mệt mỏi. Số 9 cũng có khả năng hồi phục cho cả hắn và các kaiju khác. Sau khi hợp nhất với kaiju số 2, số 9 có thêm khả năng giải phóng các đợt tấn công năng lượng có sức tàn phá cao dưới dạng tia sét từ miệng và cũng có thể tạo ra một làn chắn lực để bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công tầm xa. Và vừa rồi chính là top 10 nhân vật mạnh nhất trong series kaiju No 8 mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và bật subscribe cho Man Gaming Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!